Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thú Chơi. Với những người đam mê đồng hồ thì có lẽ là những hình ảnh vừa rồi đã không còn quá xa lạ. Đó là chiếc đồng hồ Rolex đắt nhất thế giới vừa được trả với mức giá hơn 5 triệu đô la Mỹ tại một phiên đấu giá danh tiếng cách đây không lâu. Từng thuộc sở hữu của vị vua cuối cùng của Việt Nam, mức giá cao ngất ngưởng này lại một lần nữa làm cho cái niềm đam mê đồng hồ Rolex sôi sục hơn bao giờ hết. Có thể nói nếu giày dép là phụ kiện thời trang mà các chị em phụ nữ cảm thấy không bao giờ là đủ thì đối với đàn ông, đồng hồ là thứ phụ kiện cũng khiến cho họ say mê chẳng kém. Và không chỉ trên thế giới mà ngay tại Việt Nam, cứ nhắc tới đồng hồ thì nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Rolex, hãng đồng hồ lớn nhất thế giới trong suốt hơn 100 năm qua. Tôi tìm hiểu đến thương hiệu Rolex cũng là một cái duyên. Đấy, thương hiệu Rolex khi tôi tìm hiểu thì cách đây cũng khoảng tầm 4-5 năm trước khi nhắc đến. Thì rất nhiều người nghĩ đến đây là một thương hiệu mà nó rất là cao sang và xa vời. Nhưng càng tìm hiểu rồi thì tôi nghĩ là không như lúc đầu chúng ta mường tượng. Tiêu chí của Rolex ngay từ khi mới thành lập cũng như đến ngày hôm nay, Rolex không của riêng ai là cũng là của tất cả mọi người. Đối với rất nhiều người, niềm đam mê của họ trước tiên tới từ giá trị thương hiệu của cái tên Rolex. Cảm giác của mình về đồng hồ Rolex thì nó cũng có rất là nhiều cảm xúc mà nó đi theo từ lúc mà mình bắt đầu nghiên cứu về đồng hồ đến bây giờ thì nó đi theo cùng một cảm xúc khác nhau. Ví dụ như là người đầu tiên mà tìm hiểu về đồng hồ thì người ta rất là thích Rolex. Tại vì đấy là một cái hãng mà ai cũng biết. Và nó đi liền với cái sự gọi là sang trọng và thành công của một người. Sau đấy thì sau một thời gian thì người ta bắt đầu người ta nghiên cứu về nhiều hãng hơn. Người ta cảm thấy là Rolex là một cái hãng mà quá nhiều người biết. Và nó một hãng sản xuất công nghiệp. Máy móc thì cũng không phải là gọi là quá phức tạp. Người ta cảm giác là cũng bình thường, nó chỉ nổi tiếng do marketing với cả lăng xê lên thôi. Nhưng mà đến khi mà người ta bắt đầu nghiên cứu sâu về đồng hồ thì người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi tại sao máy nó chỉ đơn giản như thế, nó thành công như thế, thì người ta mới nghiên cứu dần về lịch sử và về các công nghệ của Rolex. Bắt đầu cảm nhận được cái thành công của Rolex nó không phải đến từ marketing mà nó đến từ cái chất lượng. Đối với giới chơi đồng hồ Rolex thì giá trị thương hiệu của chiếc đồng hồ mà họ có trong tay thể hiện qua hai yếu tố. Thứ nhất là khác hẳn với các ông lớn khác trong ngành, Rolex chỉ tập trung vào những mẫu đồng hồ chính xác, bền bỉ. Điều mà làm tôi rất thích về Rolex đó chính là sự chính xác, bền bỉ và chúng ta có thể nói như thế nào nhỉ? Nó chắc chắn, nó rất chắc chắn, giống như kiểu chúng ta đang đeo cái cỗ xe tăng thu nhỏ. Ngay từ thời gian đầu thì Rolex đã đưa vào sử dụng những cái cỗ máy có độ chính xác rất là cao, có độ sai lệch cộng trừ 4 giây một ngày từ năm 60, 70 của thế kỷ trước. Thế những cỗ máy có chứng nhận là chronometer hay còn viết tắt là COSC. Thời gian trở lại đây thì Rolex có nâng cấp cái chứng nhận đó và nâng cấp cái độ chính xác đó bằng cách là superlative chronometer, và cái độ sai lệch chỉ giảm xuống khoảng cộng trừ 2 giây một ngày thôi. Trên tay tôi đây chính là một chiếc Rolex Submariner No Date, ra đời vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước. Sau đó 12 năm thì Rolex cho ra đời một chiếc Submariner có lịch như chiếc này tôi đang đeo đây. Đây là hai chiếc Submariner. Hai chiếc này đã làm điên đảo những cái tín đồ cuồng Rolex cũng như là người chơi đồng hồ. Thành công của Rolex Submariner
đến mức là khi nhắc đến đồng hồ lặn, đại đa phần những người đam mê đồng hồ đều nghĩ đến đầu tiên, đấy chính là Rolex Submariner. Nói về hai chiếc cái Submariner này thì đều sử dụng cỗ máy in-house của Rolex, và cái độ chính xác thì chúng ta phải nói là rất chính xác, chỉ cộng trừ 2 giây một ngày, tức là một tháng chúng ta chỉ nhân lên với cả 30 là 60 giây, cộng trừ 60 giây tức là chỉ nhanh chậm đến 1 phút. Các bạn có thể đeo được vài tháng các bạn mới biết, mới cảm nhận được cái độ sai lệch một vài phút của chiếc đồng hồ này. Đấy, thế nên là Rolex luôn chứng minh cho người sử dụng thấy được là họ luôn cố gắng và đi đầu trong cái lĩnh vực độ chính xác của đồng hồ tự động. Thì chúng ta cũng thử đo thử xem cái độ sai lệch thực tế so với cái sai lệch mà hãng đưa ra là có chênh lệch nhau nhiều hay không. Đây là thông số để đo xung nhịp, cũng như là đo được hiển thị đơn giản những cái độ sai lệch cơ bản của đồng hồ. Đây, như chúng ta đã thấy, chiếc đồng hồ đã vừa sai lệch từ 0 giây đến âm 2 giây một ngày. Thực tế khi chúng ta đeo thì chiếc đồng hồ này có thể là đạt được một cái độ chính xác là chỉ cộng trừ 1 giây so với thực tế. Theo như tôi cảm nhận, những chiếc đồng hồ trước, những chiếc đồng hồ mới của Rolex thì cái độ sai lệch nó chỉ ở mức độ là cộng trừ 1 giây. Và không giống như nhiều thương hiệu khác, Rolex ít khi thiết kế những bộ máy quá phức tạp. Hay nói cách khác, với Rolex, sự đơn giản là cả một nghệ thuật. Nhưng đối với người chơi, chính cái sự đơn giản đó lại khiến cho họ mê mẩn. Rolex sở hữu một vũ trụ riêng với những rất nhiều người đam mê và ngưỡng mộ nó. Cái điều khiến tôi cảm thấy khó tin và rất là ngưỡng mộ đó là sau tất cả những điều mà Rolex đã làm được thì thứ duy nhất mà hãng đã cung cấp, sản xuất duy nhất đó chỉ là một chiếc đồng hồ. Thực lòng mà nói thì mỗi chiếc đồng hồ Rolex chính hãng đều được chế tác một cách trọn vẹn mà tôi thấy đó là hoàn thiện nhất, mang lại giá trị cao hơn rất nhiều so với việc chỉ đơn giản là một cỗ máy chỉ để xem giờ đơn thuần. Mặt số đồng hồ màu nâu chocolate là điểm cuốn hút nhất và đập vào mắt người đối diện ngay khi bắt gặp. Đó cũng là lý do tại sao cùng là chiếc 116515, thế nhưng mặt chocolate luôn đắt và được săn đón hơn là mặt số màu trắng sữa rất nhiều. Với bố cục được coi là tiêu chuẩn của vẻ đẹp Daytona, với 3 đồng hồ phụ được sắp đặt ngay ngắn trên mặt số. Không ít người lầm tưởng kim mũi tên của Rolex là kim báo dây, nhưng sự thực lại không phải như vậy. Đối với những chiếc đồng hồ có chức năng chronograph, bấm giờ thể thao, thì chức năng của kim mà chúng ta thường lầm tưởng là kim dây có nhiệm vụ tính thời gian và chỉ hoạt động khi chúng ta bấm nút ở góc 2 giờ. Thời gian đo khi bấm nút chronograph được ghi lại tại hai đồng hồ nhỏ ở góc 3 giờ và 9 giờ. Đồng hồ ở góc 3 giờ đếm từ 0 phút cho đến 30 phút. Và câu hỏi được đặt ra là nếu chúng ta đếm nhiều hơn 30 phút thì sao? Và câu trả lời nằm ở đồng hồ góc 9 giờ cho phép bộ đếm thời gian lên tới 12 tiếng. Bộ đếm thời gian này thực sự giúp ích rất nhiều vận động viên thể thao có liên quan đến tốc độ. Vậy cuối cùng thì thực sự kim dây của chiếc đồng hồ này nằm ở đâu? Hay là chiếc đồng hồ này không có kim dây? Kim dây của chiếc Rolex Daytona Chronograph này được đặt ngay ngắn tại đồng hồ phụ góc 6 giờ với 3 mốc hiển thị 20, 40 và 60 giây. Có thể coi như đây chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu cho phong cách bài trí mặt số của Daytona. Kim đồng hồ được làm từ vàng hồng, tạo lên vẻ đồng nhất với vỏ ngoài. Hoạt động bên trong lớp vỏ màu vàng hồng đó chính là bộ máy 4130 tự động với tính năng chronograph của Rolex, 44 chân kính, biên độ 28.800 và chữ cod lên tới 72 giờ, tương đương với 3 ngày không sử dụng. Hiệu quả và chất lượng thì chắc chúng ta đều không bàn tới, thế nhưng ít ai biết rằng cỗ máy 4130 này đã được các kỹ sư của Rolex giảm 60% các chi tiết cho cơ chế chronograph. Giá niêm yết của chiếc đồng hồ này lên tới 28.800 đô la Mỹ theo website của Luxury Bazaar. Còn giá đồng hồ đã qua sử dụng cũng dao động trên dưới 20.000 USD theo Chrono 24 tùy theo tình trạng.
Đối với những người đam mê những chiếc đồng hồ của Rolex thì thương hiệu này có thể tóm gọn trong hai tính từ, đó là đơn giản và đẳng cấp. Và để tạo nên được cái sự đẳng cấp từ cái sự đơn giản như vậy thì Rolex đã đầu tư rất nhiều vào công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu đó không phải là họ luôn đưa ra những cái sản phẩm mới nhất, những mẫu mã mới nhất, mà họ tập trung vào cải tiến những cái chi tiết rất nhỏ, một điều đã làm nên giá trị của thương hiệu, thứ mà khiến cho rất nhiều người đam mê cho đến tận ngày nay. Nếu như là một người theo dõi Rolex thường xuyên thì chúng ta gần như là không thể phát hiện ra được những cái mẫu mã hoàn toàn mới từ Rolex, mà chúng ta chỉ thấy được những sự thay đổi rất nhỏ của Rolex qua từng cái mẫu mã Datejust, Dated hay là Daytona thôi. Mỗi một năm Rolex có những cải tiến, cải biến riêng. Năm thì thay đổi về nâng cấp về vành bezel, năm thì là về mặt số, hai là màu mặt số. Theo tôi thì đó là một cái rất là hay. Bắt đầu khai sinh đến tận bây giờ nó vẫn là một cái quá trình trải dài, và Rolex vẫn sử dụng những mẫu mã đó cho đến tận ngày nay. Đây, như trên tay tôi đây là hai mẫu đồng hồ Rolex Cellini mới nhất tính đến thời điểm này. Hai mẫu Rolex Cellini này được giới thiệu lần đầu vào tại Basel 2016, thì hai mẫu Cellini này cũng đã làm rất nhiều người yêu thích đồng hồ Rolex phát cuồng lên. Thực tế ra là cái dáng vỏ cũng như là tất cả những gì về Cellini được lần đầu tiên được renew lại năm 2014 thì không khác gì cả. Chỉ thay vì cái chất liệu là vàng trắng với cái mặt xanh và vàng hồng với mặt chocolate thì nó hoàn toàn là một chiếc Cellini đời mới của Rolex. Nhưng Rolex vẫn cho ra mỗi năm vẫn cho ra và thay đổi một chút thôi. Nhưng đó là một cái món quà bí mật mà Rolex đưa đến cho những nhà sưu tầm, những người chơi, những người fan cuồng của Rolex. Chúng ta luôn đặt câu hỏi là tại Basel năm nay hay là tại những hội chợ thường niên về đồng hồ năm nay, Rolex sẽ đem đến bất ngờ gì? Với dân chơi đồng hồ, đại công xưởng đồng hồ của Rolex là một phần rất lớn tạo nên sự ngưỡng mộ và lòng trung thành của người sử dụng. Rolex đầu tư rất nhiều vào công tác nghiên cứu và sản xuất với 4 cơ sở sản xuất lớn, với dây chuyền khổng lồ, lò đúc riêng dành cho việc xử lý các loại hợp kim do hãng chế tạo ra. Đến công nghệ vật liệu thì chắc chắn là bất cứ ai chơi đồng hồ Rolex cũng nhắc tới loại thép mà hãng sử dụng. Để có đồng hồ đẹp, Rolex sử dụng loại thép vô cùng đắt tiền, khó chế tác mà không một hãng nào sử dụng vì quá đắt và công phu. Đây là thép, nhưng mà ẩn đằng sau đó thì không đơn thuần là thép. Với những chiếc đồng hồ bình thường sử dụng thép 316L, nhưng đối với Rolex thì lại khác. Rolex sử dụng thép 904L do chính Rolex sáng tạo nên, với độ chrome, nickel và Cu cao hơn rất nhiều so với thép 316 bình thường, làm cho đồng hồ độ ăn mòn sẽ giảm đi. Và như các bạn nhìn thấy, theo cảm nhận của tôi thì nó là chất thép này nó lì hơn, lì và nó làm cho người sử dụng khi mà người ta cầm lên cảm thấy một độ chắc chắn rất là rõ rệt so với cả những chiếc đồng hồ thép bình thường khác.
Không những vậy, một yếu tố được người chơi đồng hồ Rolex đánh giá cao đó là hãng vẫn sử dụng rất nhiều lao động trong quá trình chế tác, chứ không phải là hoàn toàn bằng máy móc như mọi người vẫn lầm tưởng. Và một yếu tố quan trọng để tạo nên lòng trung thành với những chiếc đồng hồ Rolex đó là gần như toàn bộ đồng hồ của hãng đều được chế tạo nội bộ. Hiện nay chỉ có hai vật liệu chủ yếu mà Rolex không sản xuất, đó là đá sapphire nhân tạo và đa số kim đồng hồ. Mà tất cả mọi thứ trên chiếc đồng hồ Rolex là đều do chính Rolex sản xuất. Thì cái điều đấy nó thực ra về cái phần gọi là chính hãng sản xuất như thế, nó không nói lên là chắc chắn là nó sẽ tốt hơn là hãng đi thuê ngoài. Cái đấy không chắc chắn, nhưng mà nó sẽ tạo cho người chơi một cái cảm giác là toàn bộ một cái thứ cảm giác đặc biệt mà nó rất là khó nói. Cảm giác đồng nhất trên một chiếc đồng hồ đấy là tất cả đều là 100% Rolex. Chế tạo nội bộ các chi tiết cho phép Rolex hoạt động độc lập. Những người yêu đồng hồ đồng ý rằng Rolex mang ý nghĩa như cả một ngành công nghiệp. Có lẽ chính điều đó cũng đã góp phần tạo nên giá trị thương hiệu Rolex, khiến các tín đồ mê đồng hồ sẵn sàng sở hữu những chiếc đồng hồ mang thương hiệu này mà không lo lắng giá trị của chúng sẽ mai một theo thời gian. Đối với người chơi thì cái việc mà giữ được cái giá trị của cái đồng hồ mình thì cũng là một cái phần trong cái niềm đam mê của họ. Không ai muốn cái đồng hồ của mình vừa mua 10.000 xong rồi lên tay đeo một vài hôm đã tụt mất 50% giá trị cả. Nhưng mà Rolex này nó lại là khác. Một chiếc Rolex thì nó hạ giá rất là ít, nó chỉ tầm khoảng 10-15%, 20% chẳng hạn. Đấy thì những cái điều đấy thì lại càng làm cho nhiều người ta muốn mua Rolex hơn. Vâng thưa quý vị, chỉ nói một chút thôi về Rolex, tôi đã bắt đầu cảm nhận được vì sao cánh đàn ông lại đam mê những chiếc đồng hồ tới từ thương hiệu này đến vậy. Và có lẽ đến đây chúng ta phải tạm dừng chương trình ngày hôm nay, bởi vì nếu để những người đàn ông này nói về niềm đam mê của họ thì có lẽ là họ có thể thao thao bất tuyệt đến hàng tiếng đồng hồ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần tiếp theo về thú chơi đồng hồ Rolex. Và nếu như quý vị muốn chia sẻ niềm đam mê của mình với chúng tôi thì hãy đừng ngại ngần tương tác với chúng tôi trên fanpage của VTVK15M Channel. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.